Ôi giời, gì thế? Ở trong này. Điểm cho Hoàng Trân Linh Hà 1-0. Một pha ghi điểm mở vị trí số 3 của vận động viên số 14. Có quốc tịch Thái Lan. Điểm cho Hồng Trung 1-0. Chắc này nó mới căng à? Đưa nhau vào xem 5-1. Điểm cho Hồng Trung đứng ra 2-1. Giao lưu à? Các chị này trong ấy ở trong bên. Số 14 biết xe quốc tịch Thái Lan phát bóng. Đấy em đi đội này nè. Đấy em đi đội này. Ôi trời. Lần vô sau của bà con là sẽ có máy xe canh của mình. Máy chúng ta bị kẹt rồi. Đấy, in su mới in kịp vào chứ còn in tiền lâu mới kịp vào. Hồng Thành ra thì bóng ra ngoài rồi. Điểm của Hải Dương 3 điểm. Chuyển nó có những người đấy, ba bảo quản cho đấy. Chuyển luôn, hai đứa một thôi. Số 3 của Hải Dương phát bóng. Điểm đang là 3 đều. Ba mê đi. Ba thì nó bỏ nhỏ vừa lại nó hết tiền rồi. Còn đấy mình đưa ra, nó hết trận rồi. Một. Một pha bóng rất hay của Nguyễn Thị Sơn. Vâng, quyết định của nhà tài trợ quả bóng vừa rồi số 19 Lê Hoàng Chất Đức Giang cụ điểm quyết định tặng cho cháu một cánh tay phải. Và cháu rồi. Một pha bóng đẹp như thế mà không có đi xì thì các bác nay về cổ cũng không mờ lắm. Chúng quyết định là máy hỏng không vân cố ý. Cảm ơn. Cảm ơn bác. Số 19 cười rất tươi. Cảm ơn bác rất nhiều. Còn 1 cái, cứ đánh đi, hết sách này. Sách này hết rồi. Điểm cho Hoàng Trân Đức Giang 5-3. Trong đó chúng tôi cũng không biết là cái gì, cứ đoán ra đoán non, biết đâu là một chi phiếu tiền tỷ thì sao. Cái đấy rất khó đoán, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Điểm cho Hải Dương ba bóng này là không có gì thì đấu cũng rất buồn. Oh, yeah, look at him! Oh, yeah, look at him!
tốt, chúng ta ăn nào được, người đất tự nhiên. Những cái giải cho chúng ta quả phát bóng hỏng cũng đã hết hiệu lực rồi. Quả sau phần sau đây là được phát bóng hỏng hết hiệu lực rồi. Sáu nha. Lúc nó vào cầu không biết chơi, không biết chơi. Mày phải sửa đi. Hai phong bì rất dài và rất cao đã có chủ. Ở trong đó chúng ta không biết là cái gì, biết đâu là một mã số của một căn chung cư thì sao nhỉ? Không thể biết trước được. Các chị em cứ cố gắng lên. Điểm cho Hải Dương 6 đây. Chị nào hướng khán giả sang ăn chúng tôi chuẩn bị máy in thật chuẩn của nhà. Thế là này máy in của tàu nó hay còn cào cả. Có rồi, mình thấy rất hay của Hồng Anh. Điểm cho Hồng Anh 7-6. Mọi người được hỏi chất được thăng vật quý là như thế là các ông cứ chuẩn bị lấy được giờ mời chúng tôi tài trọng. Thế là sang khả năng là chúng tôi sẽ đi được nhiều hơn. Xe này là Hải Dương thắng lại đi để đánh xe thứ 5. Ngân hàng hết tiền. Số 10 nhà thêm triệu. Mạnh. Máy của bạn từ trước đã hỏng rồi, cho nên bỏ nhỏ bây giờ thành bỏ to luôn. Một pha đã phóng ra ngoài và cố lên. Điểm cho Hải Dương 7-9. Bây giờ chúng ta cứ đánh hết lực đi. Bỏ nhỏ là thành bỏ to đấy. Ngân hàng hết tiền. Hôm qua sau, chắc chắn là ngoài điểm cho hóa chất đức giang. Ăn quả dưới 17. Còn ngân hàng hết tiền. Ngân hàng không bao giờ hết tiền. Ăn điểm trực tiếp. Chỉ có một điều đang vui xuân, vừa nhận được nên không thể nghĩ được. Ăn điểm trực tiếp chỉ có phát bóng thôi. Ăn điểm trực tiếp bây giờ. Đã có lưới của Hóa Tứ Giang rồi. Điểm cho Quốc Anh Hải Dương 8-10. Hiện nay ngân hàng đã chuẩn tiền về kịp rồi. Phát bóng ăn điểm trực tiếp lại có rồi. Đã có rồi, ngân hàng rằng việc hôm nay là rất mệt của chúng ta. Cán bộ ngân hàng vừa đi nhận về, bây giờ đã có tiền. Và vạch ba lại có nữa rồi. Điểm cho Hóa Chất Đức Giang 11-8. Cầu thủ nào phát bóng ăn điểm trực tiếp là có tiền thưởng. Cầu thủ nào ghi điểm trên vạch 3m trực tiếp cũng có tiền. Còn các vận động viên cố gắng. Thank you.
điểm 12-8. Bốn điểm. Thế là khó rồi. Quá cố thì không phải. Số 14 của Đức vẫn còn rất nhiều. Thư trang tốt hơn. Một pha trận đấu rất đẹp, rất uy lực. Nhưng mang về tài dương 4 điểm, 9-12. Số 14 của Hải Dương phát bóng. Điểm cho số 19 phát chất chất ra 13-9. Chạc nhớ là hoàn chất quốc gia chạc bắn chạy nhớ điểm cho Quốc Anh Hải Dương 10-13. Hải Dương cố gắng lên. Vẫn còn rất nhiều, một pha thi đấu rất nỗ lực của Hải Dương. Quả đó là trên băng kết, tuy nhiên đã lưới rồi, nhưng bác vẫn có pha ba cho cháu. Rồi. 19 hai lần. Lại 3 mét tiếp rồi. Điểm cho hóa chất thứ gian 15-10. Mấy ý tiền hỏng luôn. Lấy chai nào. Điều cho hóa chất tiếp theo 16-12. Máy chút. Đau gì đấy. Vận động viên tiềm năng số 17. Vào lần này là những bất thuận tử. Không như về bên ngoài chúng ta đã nhìn thấy. Của hóa chất đức giang rồi cũng là chưa có tiền. Điểm cho Hải Dương 13-16. Hải Dương cố lên. 4 quả. Điểm cho hóa chất đức giang 17-13. Kinh tế hiện tại đang đi xuống rồi, cho nên là chúng tôi siết chặt rất chặt luôn. Quảng U về la. Chưa chuyển kịp.
điểm câu hỏi chất thức gian 18-13. Một pha vẫn bóng ra điểm nhưng trang tay vẫn là trực tiếp nhưng chưa có quả. Hồng Hạnh nhá. Hồng Hạnh cứ bình tĩnh phát thể lực đi. Ngân hàng bảng UV là rồi. Vẫn còn rất tốt. Vẫn là Tú Linh 19-13 cho hóa chất Đức Giang. Cháu Tú Linh ơi, đánh từ từ thôi. Cháu đập mạnh quá, không ai đánh được. Đập mạnh mà không có quà. Cháu hết rồi. Điểm cho Hải Dương 14-19. Năm này khó lắm, Hải Dương cố gắng đi. Con người Mỹ Kỳ Hải Dương phát bóng. Đúng không? Lực của nó đã hơn. Phát bóng không tên Ngân Hàng chưa về. Điểm cơ hội chất Đức Giang 20-14. Số 9 Mỹ Kỳ của hóa chất Đức Giang phát bóng. Một pha phòng thủ không hiểu ý của hóa chất Đức Giang. Điểm cho Hải Dương 15-20. Số 8 bao đốt rồi. 8 quả. Vẫn là 3 mét nhưng nhẹ quá. Không có tiếng vỗ tay nào. Điểm cho hóa chất Đức Giang 21-15. Quả đó 1m1 không phải 3m. Vâng, nhưng vâng không thấy gì. Kinh tế đi xuống, Ngân Hàng siết chặt và đóng băng. Chưa ra ăn quả đấy chứ. Vẫn là 3m nhưng lại chạm lưới. Như chúng tôi đã nói rồi, kinh tế đang suy thoái rất cao, Ngân Hàng siết rất chặt, khả năng hết sức này đóng băng. Nó không chạm vào gì nào được. Báo cáo trọng tài vẫn còn một giải. Là bạn đã để cho Quốc Anh Hải Dương 16-22. Trận đấu càng kéo dài thì phần thưởng càng nhiều, mà phần thưởng càng nhiều thì càng nhiều tiền. Một pha màu bóng tươi tự do của Hải Dương, điểm cho hóa chất Đức Giang 23-16. Chỉ còn cách 2 điểm nữa thôi. Cúp vàng thuộc về hóa chất Đức Giang. Hải Dương có ngăn cản được không? Điều đó còn chờ ở một pha màu đỏ không thành công. Điểm cho Hải Dương 17-23. Số 12 có một quả đánh bóng rất gia truyền, rất hay. Nhìn sau cắt thịt, nhìn bên trái đại quánh bên phải. Tí nữa cô nhìn bên phải cô đại quánh ra ngoài không biết. Vận động viên số 14 ở hàng sau chắn bóng. Trọng tài đã đấu. Điểm cho Hải Dương 18-23. Hải Dương cố gắng lên. Chắn nào. Điểm cho hóa chất Đức Giang 24-18. Chỉ còn cách 1 điểm nữa thôi. Chỉ còn 1 điểm nữa thôi. Hóa chất Đức Giang sẽ đưa Hải Dương về nhì. Hải Dương đã ngăn cản thành công 19-24. Hóa chất
quốc gia vẫn chưa vô địch được. Một quả nữa là vô địch. Một quả nữa rất tuyệt nhưng khả năng cũng rất xa. Cứ bình tĩnh. Khi nào chúng ta